Làm vlog giàu cỡ nào và những sự thật về làm vlog YouTuber có lượng view khủng nhất Việt Nam. Mình thì mình đi con 7 chỗ, còn con 4 chỗ này là cô vợ mình. Vừa qua hàng loạt những cái tên đình đám như Hậu Hoàng, Ẩm Thực Mẹ Làm hay Kho Bút, Làm Vlog đạt được danh hiệu WeChat Award 2020 khi anh là người chiến thắng ở hạng mục Hot YouTuber của năm với lượng vô cao ngất ngưỡng. Hot YouTuber của năm đó thuộc về Làm Vlog. Xin chúc mừng Làm Vlog Lê Hoàng Vũ Huy. Một cái tên khá xa lạ nhưng sở hữu nhiều kỷ lục trong làng YouTuber Việt Nam. Vậy Làm Vlog là ai? Gia thế của anh như thế nào? Và thực hư câu chuyện Làm Vlog thu nhập hơn 2 tỷ mỗi tháng? Ngày hôm nay, hãy cùng Thế Giới Sự Thật đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc ấy. Nếu các bạn là fan của anh chàng này, đừng quên để lại một comment mà bạn biết về anh ấy xuống bên dưới nhé. Kênh YouTube chất lượng nhất Việt Nam. Thị trường YouTube chưa bao giờ hạ nhiệt khi mỗi ngày trôi qua lại có vô số những kênh mới được thành lập. Tuy nhiên, chỉ một vài trong số đó đạt được những sự thành công và được đông đảo người xem biết đến. Vào cuối năm 2019, theo như công bố của Social Blade, một chuyên trang thống kê, theo dõi và phân tích các kênh YouTube uy tín đã công bố top 10 kênh YouTube chất lượng nhất Việt Nam. Và thật bất ngờ, vị trí số 1 không phải là những cái tên quen thuộc như Bà Tân Vlog hay Quỳnh Trần GB, mà nó đã xướng tên Làm Vlog. Sở hữu cho mình kho nội dung phong phú và hấp dẫn người xem, các clip của Làm Vlog được quay một cách không cầu kỳ và làm theo kiểu mộc mạc, có gì quay nấy. Tuy vậy, điểm cuốn hút của Lâm chính là nhờ vào sự mộc mạc ấy, cùng với cách nói chuyện thân mật và đầy cuốn hút người xem. Quả là một anh chàng đầy tài năng đúng không nào? Nói chung là càng khuya thì nhiệt độ càng lạnh, và càng lạnh thì con người ta lại càng dễ ngủ các bạn. Thành công liên tục đến với anh chàng YouTuber quê Bình Dương này. Khi đầu năm 2020, Lâm Vlog được xướng tên tại gala trao giải WeChat Award với hạng mục Hot YouTuber của năm. Anh đã xuất sắc vượt qua nhiều cái tên quyền lực khác trong làng YouTuber như Hậu Hoàng, Ẩm Thực Mẹ Làm hay Thiên An Official. Nếu như các bạn chưa biết, giải thưởng WeChat Award là nơi tôn vinh những cá nhân có những hoạt động cũng như các thành tựu có sức ảnh hưởng to lớn đến cộng đồng. Cùng trong đêm gala ấy, rất nhiều ngôi sao hạng A như Jack, ca sĩ Thủy Tiên hay rapper J-Track cũng được xướng tên. Và sau đêm gala, cái tên Làm Vlog được khán giả chú ý và biết đến nhiều hơn. Vậy thì Làm Vlog là ai? Xuất phát điểm của anh chàng này như thế nào? Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu nhé! Xuất thân gia cảnh nghèo khó. Làm Vlog, tên thật là Lê Hoàng Vũ Huy, tên ở nhà thường gọi là Lâm. Không được may mắn như các bạn bè đồng trang lứa, vì hoàn cảnh khó khăn, Làm Vlog phải thôi học từ sớm khi chỉ mới học đến lớp 11. Từ đó, anh đã phải làm rất nhiều nghề khác nhau để mưu sinh và chăm lo cho gia đình. Đồng thời, anh có đến 8 năm phải làm công việc hàng cửa sách, hàng đồ sách. Cuộc sống của anh vất vả là như vậy, khi ban ngày thì anh làm cửa sách, còn ban đêm thì anh học thêm lập trình web, cũng như kiếm tiền thêm ở trên mạng. Trong một lần chia sẻ, Làm Vlog từng nói rằng anh học lập trình qua các video trên YouTube chứ không đủ khả năng về tài chính để đi học trường lớp như người ta. Bởi khi ấy, ước mơ duy nhất của anh chính là trở thành một lập trình viên website chuyên nghiệp. Bi kịch đến với anh vào năm 23 tuổi, khi gia đình mắc nợ phải bán nhà và chuyển lên Bình Phước để sinh sống. Bản thân anh cũng phải thuê nhà ở trọ. Vì thế, trong rất nhiều video clip đều là những địa điểm nhà khác nhau. Mặc dù kênh sở hữu đến hai kênh YouTube Làm Vlog và Làm TV được nhiều người biết tới, nhưng khi ấy, anh vẫn chưa thể thực hiện ước mơ mua được một căn nhà. Nhờ vào nghị lực, niềm đam mê kiếm tiền trên mạng và nhận thấy rằng Lâm vừa có thể sáng tạo nội dung và bản thân lại vừa có thể kiếm tiền thông qua những video đăng trên YouTube. Từ đó, cơ duyên dường như đã mỉm cười với anh khi chính công việc làm YouTube này đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh sau này. Làm YouTube đổi vận mệnh. Thời gian đầu, Lâm chỉ dành một ít thời gian trong ngày để quay những video đơn giản xoay quanh cuộc sống hàng ngày của anh. Những video như nấu ăn, cảnh đẹp nơi mình sinh ra, chính nhờ các review đơn sơ nhưng thân thuộc đã giúp anh dần có nhiều người theo dõi vào xem hơn. Từ đó, Làm Vlog đã đầu tư hơn về chủ đề cũng như nội dung trở nên đa dạng hơn. Anh review du lịch cũng như làm các video thử thách có phần hơi điên rồ. Đỉnh điểm, chuỗi video thử thách 24 giờ của anh thu hút được rất nhiều lượt xem và sự quan tâm của khán giả. Những video như trải qua 24 giờ trôi sông, ở trong nhà thép, nhà tù bằng giấy, sinh tồn ngoài đường. Các video này đều được Lâm thực hiện thật, khiến người xem vô cùng hào hứng. Vào năm 2019, trong lúc đang thực hiện thử thách, anh và team suýt bị tai nạn và phải nhận rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, đoạn video này được cắt ra từ clip dài hơn 10 phút, được Lâm đăng tải lên kênh YouTube Lâm TV có hơn 2,64 triệu lượt đăng ký vào năm 2019. Trong video, Lâm Vlog và nhóm bạn đã làm chiếc hồ bơi tự chế bằng những miếng ván gỗ ép. Cả nhóm dựng chiếc hồ bơi tự chế này ngay sát lề đường. Ban đầu, cả nhóm làm hồ bơi khá thuận lợi cho đến khi Lâm Vlog này ra ý tưởng bơm đầy nước và có một bạn nhỏ nhảy từ trên cao xuống.
Cái kết là hồ tự chế này vỡ toang. Ngay lúc đó có một chiếc xe ngang qua vô cùng nguy hiểm. Chính Lâm Vlog trong video cũng tự nhận là trò đùa này của nhóm làm vô cùng nguy hiểm và khuyến cáo mọi người không nên làm theo. Đoạn này là do thằng Tý nó nhảy cao quá bạn, nhảy nó tạo áp lực quá dữ luôn nên kết quả là nó bể luôn nha. Mà tụi mình chơi ngoài đường cũng khá là nguy hiểm luôn nên mấy bạn đừng có nên làm theo nha. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube chính của anh đã thu hút gần 7,5 triệu lượt người đăng ký và có gần 2,5 tỷ lượt xem. Những con số rất ao ước với bất kỳ YouTuber nào phải không các bạn? Được nhiều người quan tâm và yêu mến, Lâm Vlog chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Anh luôn coi đó là động lực để bản thân cố gắng và ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa. Tiếp nối thành công từ kênh Lâm Vlog, Lâm còn mở thêm kênh thứ hai mang tên Lâm TV với nội dung chủ yếu là thử thách, trò chơi và làm thử các thứ mới lạ. Kênh thứ hai này của Lâm cũng thu hút gần 2,6 triệu lượt đăng ký và tính đến nay đã có hơn 1 tỷ lượt xem. Hiện tại, vì dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp tại nơi mà Lâm đang sinh sống, do đó kênh Lâm Vlog không ra video nữa. Chúng ta hãy cùng mong chờ dịch bệnh sớm qua để anh tiếp tục làm những video mới, đáp lại những sự chờ đợi của người hâm mộ luôn theo dõi kênh của anh. Đạt được thành công. Dựa vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, sau một thời gian tích góp và trả xong nợ, Lâm Vlog đã gặt hái được rất nhiều quả ngọt thành công như tự mua được xe ô tô để phục vụ cho cả team đi quay video, xe máy SH, điện thoại iPhone, máy quay v.v. Hiện tại, Lâm đã bỏ hẳn nghề làm cửa sắt để dành nhiều thời gian hơn cho hai kênh Lâm Vlog và Lâm TV. Cuộc sống hiện tại của anh cũng tốt hơn rất nhiều. Về tình cảm, Lâm Vlog đã lập gia đình với bà xã Châu Nguyễn, đám cưới của anh và vợ được tổ chức đình đám và trang hoàng năm 2019. Và khách mời gồm khá nhiều YouTuber nổi tiếng như Thiệu Nhất Nguyên. Cả hai có cho mình một bé gái xinh xắn và đang rất hạnh phúc với gia đình ba người. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho những nỗ lực và thành quả xứng đáng này. Chính vì anh luôn giữ được sự gần gũi, đáng yêu này mà Lâm Vlog lúc nào cũng được lòng fan và được họ kiên trì ủng hộ. Hy vọng trong thời gian tới, Lâm Vlog sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường mà anh đã lựa chọn. Gia tài khủng. Còn với việc anh đã gắn bó với YouTube hơn 4 năm qua, sẽ không có gì khó hiểu nếu Lâm Vlog đã sở hữu cho một gia tài khủng được xếp vào hàng đầu trong làng YouTuber Việt Nam. Cụ thể, hiện tại anh đã thực hiện được giấc mơ từ thuở mới bắt đầu làm YouTube của mình, đó là xây được một căn nhà mới. Được biết, trong video mới nhất, anh có giới thiệu với fan về căn nhà hiện tại của mình. Có thể thấy, đây là một căn nhà với đầy đủ tiện nghi và cả máy tập thể hình. Thiết kế căn nhà giống như một căn biệt thự mini với cổng nhà cao và tường được xây vô cùng kiến và chặt chẽ. Ngoài ra, anh còn sở hữu đến 2 chiếc ô tô, trong đó anh đầu tư hẳn một chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Outlander hiện tại có giá lên đến hơn 1 tỷ đồng chỉ để phục vụ cho cả team thuận lợi cho việc làm vlog cũng như thực hiện các thử thách sinh tồn trên xe. Anh cũng từng chia sẻ, đối với việc anh mua xe để phục vụ cho công việc là không hề phung phí, đó là một khoản đầu tư sinh ra tiền. Không chỉ dừng lại ở đó, vào cuối năm 2020, Lâm Vlog đã tạo hẳn một chiếc xe sang hiệu Mercedes-Benz E200 để tặng cho vợ mình. Được biết, chiếc xe sang này hiện được bán tại Việt Nam trên dưới 2,5 tỷ. Quả là một anh chàng chịu chơi và yêu thương vợ hết mực phải không các bạn? Doanh thu khủng. Với lượng theo dõi cùng lượt xem khổng lồ lên đến hơn 3,5 tỷ lượt xem ở thời điểm hiện tại, thu nhập của Lâm Vlog có lẽ là người đạt doanh thu cao nhất trong các YouTuber cá nhân ở Việt Nam. Theo ước tính khi chưa ngừng làm video, tháng 5 2021, kênh của anh đạt 150 triệu view, doanh thu về khoảng 105.000 đô, khoảng 2,4 tỷ đồng. Tháng 6 2021, anh đạt 139 triệu view, tương đương khoảng 97.000 đô, tiền Việt hơn 2,2 tỷ đồng. Con số có lẽ sẽ choáng ngay cả với đại gia Việt Nam. Vậy nên anh không tiếc khi chia ra số tiền thưởng 10 triệu, 20 triệu cho những thử thách và cho cả team sống trong các resort sang trọng để làm các video trốn tìm. Tuy nhiên, để đem về số tiền này, Lâm Vlog cũng từng chia sẻ rằng anh hoàn toàn có thể chia ra từ 30 đến 40 triệu cho mọi video, nhưng anh vẫn rất giản dị khi xuất hiện vì đó là phong cách riêng của mình. Và các fan của anh đều hiểu rõ điều đó. Video đến đây là kết thúc. Bạn thấy cảm phục với anh chàng này không? Comment xuống dưới suy nghĩ của bạn nhé. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh cho các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.